Rối loạn tình dục nữ thì cũng có khá là nhiều nguyên nhân mà không phải ai cũng biết. Và thông qua chương trình này thì chúng tôi xin được nhờ bác sĩ Lê Thị Anh Thư phân tích cho các khán giả về những rối loạn chức năng tình dục nữ là có nguyên nhân thực thể là gì ạ. Xin chào quý vị khán giả. Tôi xin phân tích về các rối loạn chức năng tình dục có nguyên nhân thực thể, gồm có các nguyên nhân như sau. Thứ nhất là bệnh lý toàn thân. Người phụ nữ có các bệnh lý toàn thân như tim mạch, đái tháo đường, bệnh thần kinh, bệnh nội tiết không ổn định hay suy thận, làm suy nhược cơ thể, làm giảm ham muốn tình dục. Thứ hai nữa là do tác dụng phụ của các thuốc như thuốc trầm cảm, thuốc hạ áp, gây ảnh hưởng tới khoái cảm của phụ nữ. Có một số thói quen trong cuộc sống như lạm dụng rượu bia, thuốc lá, gây suy nhược cơ thể, cũng gây giảm ham muốn tình dục. Riêng thuốc lá thì giảm mạch máu nuôi tới cơ quan sinh dục nên cũng gây giảm hưng phấn. Cái nguyên nhân nữa là giảm hormone sinh dục, là chủ yếu là estrogen, thường gặp ở phụ nữ sau sinh, sau mãn kinh thì gây hoặc là dùng các thuốc kháng estrogen gây giảm estrogen, gây khô teo niêm mạc âm đạo, gây giao hợp đau. Còn một nhóm khác nữa là bệnh lý phụ khoa như viêm nhiễm đường sinh dục, viêm ống hộ âm đạo hay tử cung hay viêm phần phụ, hoặc là các bệnh lý như ung thư tử cung, cổ tử cung hay ung thư buồng trứng, hoặc là lạc nội mạc tử cung ở vùng chậu cũng gây giao hợp đau. Đó là tất cả các nguyên nhân thực thể gây ra rối loạn chức năng tình dục. Xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Và ngoài những nguyên nhân thực thể mà bác sĩ Anh Thư vừa nêu, ví dụ như là do ảnh hưởng của thuốc hay là do ảnh hưởng của các bệnh khác hoặc là do ảnh hưởng của chất kích thích, thì cũng còn một khá là nhiều nguyên nhân khác, ví dụ như là nguyên nhân về tâm lý và thậm chí là những vấn đề mà của cuộc sống và quan hệ nữa. Và chúng tôi xin được nhờ tiến sĩ bác sĩ Ngô Thị Yên chia sẻ thêm về những tình huống thực tế mà bác sĩ đã từng gặp ạ. Cảm ơn MC với một cái gợi ý để đi vào cái những tình huống rất là hay. Và ngoài những nguyên nhân thực thể như bác sĩ Anh Thư vừa nói, thì đúng là trong cái cuộc sống thực tế của mình, những cái nguyên nhân tâm lý nó đóng vai trò cũng rất là quan trọng. Mà theo kinh nghiệm ở đơn vị tư vấn tình dục của bọn tôi sau 14 năm, tức là tại Thụy Điển Tự Vũ thì năm 2008, sau khi chúng tôi cử các chuyên gia đi học ở Thụy Điển và Na Uy về để mở một cái đơn vị tư vấn tình dục nữ, thì với cái số lượng khách hàng tới năm đầu tiên 2008 thì chỉ có 69 ca trong cái năm đầu tiên mở cái đơn vị tư vấn tình dục. Thì sau đó cái số liệu khách hàng đến cứ tăng dần, và cho đến nay thì trung bình một năm chúng tôi đón nhận khoảng 400 đến 500 trường hợp. Như vậy là đã có hàng ngàn phụ nữ đã đến cái đơn vị tư vấn tình dục nữ để được tư vấn. Và đúng là những cái nguyên nhân về tâm lý cũng như là nguyên nhân mà liên quan tới cuộc sống và cái mối quan hệ với bạn tình hoặc là mối quan hệ với chồng, những mối quan hệ hôn nhân hoặc là những mối quan hệ yêu đương, nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống tình dục nói chung của người phụ nữ cũng như là các dạng rối loạn khác nhau của người phụ nữ. Ngay cả như những nguyên nhân thực thể và rất gần gũi với người phụ nữ là ngay tại cơ quan sinh dục chẳng hạn, thì có những cái việc ví dụ như là những cái viêm nhiễm âm đạo đơn giản, đơn thuần thôi, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng qua trung gian cái yếu tố tâm lý. Ví dụ khi mà người phụ nữ bị viêm nhiễm tái phát, tới đi tới lại, những cái khí hư nó không có sạch sẽ, hoặc là những cái rong kinh rong huyết, những cái nguyên nhân đó thì nó mang tính chất bệnh lý, nhưng nó lại tác động đến tâm lý của người phụ nữ, người ta rất là tự ti và từ từ người ta lại muốn quên cái chuyện quan hệ tình dục đi. Thì hắn sẽ dẫn đến cái rối loạn ham muốn, người ta không có tha thiết gì cái chuyện ham muốn cả, hoặc là có bị khèo đi nữa, có được gọi là kích ứng nhiều đi nữa thì người phụ nữ cũng không có đáp ứng được những cái gọi là những cái gợi ý từ người bạn tình. Thì như vậy là dẫn tới những cái rối loạn về phấn khích, tức là mình không có những cái đáp ứng tương ứng với những cái kích thích về tình dục. Thì đó là những nguyên nhân thực thể, nó sẽ gọi là nó sẽ liên kết với những cái thông qua có tâm lý để dẫn tới là ảnh hưởng cuộc sống tình dục. Còn trên thực tế đó thì mình nói chung chung là nguyên nhân cuộc sống và quan hệ, nhưng mà có hai cái yếu tố mà sau 14 năm của đơn vị tư vấn tình dục thì tôi thấy nó gặp rất là nhiều,
Và trong cái nghiên cứu năm 2015 trên một gần gần 1.100 phụ nữ tôi sinh đẻ thành phố Hồ Chí Minh, thì bọn tôi cũng ghi nhận được một cái yếu tố hết sức là quan trọng, mà nó lại là gần như là chủ yếu và thường gặp, phổ biến vô cùng ở các nước Á Đông, đặc biệt là vùng Đông Nam Á và Việt Nam mình. Đó là cái việc gì? Không nói chuyện, không trao đổi, tức là no open, tức là không mở lòng với bạn tình hay với chồng của mình về những điều mình thích, like or don't like, tức là những thích và điều không thích. Ví dụ trong cái cuộc sống vợ chồng hay là trong cái quan hệ tình dục, mình thích cái gì hoặc mình không thích cái gì, thì cái chuyện mà gọi là trao đổi với bạn tình là một yếu tố có liên quan mật thiết tới cái rối loạn tình dục, rất là có ý nghĩa thống kê trong nghiên cứu của chúng tôi. Cho nên là thường á, ở nước ngoài người ta sẽ có những cái lớp để đào tạo cái kỹ năng cho người phụ nữ, hoặc là đào tạo kỹ năng cho những người bệnh nhân mà đã bị rối loạn tình dục, để người ta có thể gọi là giải bày được những điều người ta thích và không thích với bạn tình người ta, và cái đó sẽ cải thiện được cái cuộc sống tình dục của họ. Như vậy là cái yếu tố mà trao đổi với chồng và bạn tình về cuộc sống tình dục là một yếu tố rất là quan trọng. Nhưng mà trên thực tế, vì những cái gọi là cái truyền thống lịch sử cũng như là những cái định kiến xã hội lâu đời ha, đúng không ạ, thì rất là khó cho người phụ nữ có thể mở lời để nói với bạn tình hay là nói với chồng của mình về cái những điều mình chờ đợi, những điều mình không mong muốn ở trong cuộc sống tình dục. Đó là một cái yếu tố. Yếu tố thứ hai nó cũng liên quan đến tâm lý, mà gần đây trong khoảng 3 năm trở lại đây, 3 năm trở lại đây là làm anh chị biết là dịch Covid đấy ạ. Dịch Covid thì những cái người mà bị bệnh, những cái nguyên nhân thực thể thì lại rất là ngại đến bệnh viện, cho nên chúng tôi không có ghi nhận được nhiều những cái dạng rối loạn tình dục khác. Nhưng mà có một cái dạng rối loạn tình dục mà hiện nay chiếm tới 45,6% tổng số cái khách hàng mà đến đơn vị tình dục của chúng tôi trong 3 năm vừa rồi, đó là cái đau giao hợp. Thường là những cặp vợ chồng trẻ, có những người mà tới lâu nhất mà chúng tôi ghi nhận được là 7 năm rưỡi quý vị mà chưa có giao hợp được, tức là chỉ hoạt động tình dục bên ngoài thôi, bởi vì là cái chứng sợ đau, cái chứng đau giao hợp, tức là quan hệ một lần rồi đau. Thì cái đau giao hợp này nó có cũng có là rất là nhiều nguyên nhân, cũng có thể là một sự viêm nhiễm, cũng có thể là một cái dị tật bẩm sinh bị tiết hẹp, hay là một cái sẹo xấu từ hồi còn thơ, còn vị thành niên ở người vợ, cho nên cái đường giao hợp vào nó khó. Nhưng chúng tôi đúc kết lại thì nó rất giống với các nghiên cứu trên thế giới, rằng là hơn 80% những trường hợp đau giao hợp nó sẽ xuất phát từ cái tâm lý của người phụ nữ, và nó liên quan tới một cái rối loạn mà nhiều cái nghiên cứu đã đề cập, đó là chứng co thắt âm đạo. Cái chứng co thắt âm đạo này hơn 80% là do tâm lý người phụ nữ, mà thường xuất phát ở những cái nước gọi là, nói là chậm phát triển thì cũng đúng, nhưng mà gọi là đang phát triển như mình đấy ạ. Và khi các nước mà cái này y học nó chưa đủ phát triển, và trình độ dân trí về y học nói chung, về sức khỏe, về khoa học sức khỏe nói chung, và đặc biệt là về lĩnh vực tình dục học nó riêng, về cuộc sống tình dục nó riêng, người ta chưa có nhiều kiến thức về cái đó, thì ngay cả những cái chu kỳ hay là cái cấu trúc giải phẫu thay đổi như thế nào trong một lần quan hệ thì người ta cũng chưa nắm luôn. Cho nên cái kiến thức ở đó thì họ rất là mơ hồ, và người ta rất là sợ quan hệ nếu như ngay lần đầu mà bị đau giao hợp. Có những khách hàng đến với đơn vị tư vấn tình dục chúng tôi và nói rằng là cái khách hàng mà hơn 4 năm mà chưa quan hệ được, sau đấy, sau hôn nhân đấy ạ, sau đám cưới đấy ạ, thì nói là em sợ lắm, là bởi vì em sợ lủng ruột. Tại vì người ta không 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 hiểu cái cơ chế nào mà một cái bộ phận sinh dục nam như to như vậy, ví dụ á, người ta lần đầu tiên thấy mà rất là thương, người ta không có một cái kiến thức gì về cái cấu trúc giải phẫu hay là về cái cơ chế giao hợp cả. Và chính cái tâm lý e ngại đó người ta sợ, cho nên khi mà cứ tiến gần tới là bắt đầu là co thắt, và đó là gọi là chứng co thắt âm đạo. Thì như vậy là cái kiến thức về sức khỏe sinh sản nó riêng và cái sức khỏe tình dục, sức khỏe tinh thần nói chung và sức khỏe tình dục nó riêng đó, nó rất là quan trọng, và nó dẫn đến cái việc là người phụ nữ sẽ e dè khi quan hệ, là người ta sợ bị đau giờ hợp đó. Thì đó là những cái nguyên nhân mà chúng tôi thấy thường gặp. Còn ngoài ra thì những cái dạng khác, ví dụ như rối loạn ham muốn, rối loạn phân tích, thì thường liên quan tới stress công việc, nó liên quan tới cái việc thay đổi lối sống, ví dụ như là sau sinh con chẳng hạn, thì cái lòng thương yêu dành hết cho con rồi,
hoặc là đổi công việc mới, cái stress công việc quá thì về nhìn thấy ông chồng là thấy mệt rồi, hoặc là cái những cái căng thẳng về 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 cuộc sống. Thì ngoài những cái nguyên nhân thực thể như bác sĩ Anh Thư đã nói thì đã quá rõ rồi, ví dụ những cái bệnh mãn tính hay là những cái việc tương tác thuốc này nọ, thì cái vấn đề tâm lý, vấn đề gọi là điều chỉnh cuộc sống như thế nào để mình không có quá bị stress vì công việc, cũng như là tăng thêm cái kiến thức cho người phụ nữ. Thì thiệt ra thì sau khi mà năm 2008 là đơn vị tư vấn tình dục ở phụ nữ ra đời, của Từ Dũ chúng tôi ra đời á, thì ghi nhận là cái kiến thức của những người mà bị rối loạn nhiều quá, thì chúng tôi cũng có làm một một cái gọi là dự án là nâng cao cái kiến thức về giải phẫu đường sinh dục cũng như là kiến thức về sức khỏe tình dục nói riêng cho những phụ nữ của ngoài thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi phối hợp với hội phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, sở y tế thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đi gọi là mình nâng cao cái trình độ dân trí, cái trình độ gọi là kiến thức về cuộc sống tình dục cho phụ nữ, thì giúp cho họ có thể tự tin hơn khi mà họ có một cái hoạt động tình dục, cũng như là người ta phát hiện sớm những cái dấu hiệu mà có cảnh báo một cái dạng rối loạn tình dục. Thì rất là hy vọng là qua cái buổi nói chuyện hôm nay ở Đài truyền Sóc Trăng thì chị em phụ nữ Sóc Trăng mình sẽ có thêm có sự tự tin, đúng không ạ, và cũng như có thêm cái sự là quan tâm hơn tới cuộc sống tình dục của mình, thì có thể là phát hiện sớm và mình sẽ đi đến gặp chuyên gia sớm hơn.